cô gái bán xôi của chúng ta, bé Ngô Thị Sung, sinh năm 1996, gái Bến Tre, có nụ cười hết sức ưa nhìn, khả ái. Sau 3 tháng khởi nghiệp với một cái tiệm xôi nhỏ, xôi bắp và xôi xéo 15k, bán từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng, thì bây giờ anh em đã có 5 xe. Và bây giờ thì bé Ngô Trung đã có một cái kênh YouTube riêng là Món Ngon Buổi Sáng, với rất nhiều người đăng ký và xem cho cô gái này. Như vậy là từ một cô gái nổi tiếng nhờ các kênh của YouTuber, thì bây giờ kênh YouTube của Ngô Dung Tiệm Xôi đang trở thành một kênh phát triển, để chúng ta thấy được cái tinh thần khởi nghiệp của bé Ngô Thị Dung của chúng ta. Nay thì bé mập mạp hơn rất nhiều, nhưng cái nét duyên và cái nụ cười tươi, và đặc biệt là tinh thần khởi nghiệp bán xôi, niềm nở buổi sáng với khách hàng hết sức là dịu dàng. Và chúng ta chúc cho bé Dung của chúng ta ngày càng bán được rất nhiều xôi và cân món ngon buổi sáng của bé Ngô Thị Dung của chúng ta ngày càng phát triển hơn, để chúng ta vừa ủng hộ bé Dung của chúng ta thông qua việc xem trực tiếp quá trình bán xôi của bé Ngô Thị Dung của chúng ta vào một buổi sáng diễn ra như thế nào, khách hàng tới nó có đông không, và bây giờ bán theo cà phê mang đi nữa, và có những cái địa chỉ để tất cả quý vị nếu có thương mến bé Ngô Dung thì chúng ta ghé tiệm mà mua xôi và uống cà phê ủng hộ. Xôi thì 15k, còn cà phê thì 12k. Vâng, giá rất là bình dân. Bé bán tại Trương Bình Ký, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đều là anh em trong nhà cả. Và bây giờ thì có người quay YouTube, có người bán xôi. Nói chung, bây giờ bé Ngô Thị Dung của chúng ta đã nổi tiếng rồi, và bé đang ăn nên làm ra rất nhiều. Chúc bé một năm Giáp Thìn thành công.